Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em tiếp tục lên cho các bác nhiều cái giò lan đẹp đây. Mã số 1 này. Đấy, đây là cây giò 5 cánh trắng HO nhé. Đấy, lan tiền tỷ một thời đấy các bạn. 5 cánh trắng HO hay còn gọi là 5 cánh trắng hiển oanh, 5 cánh trắng hòa bình đấy nhé. Đấy, lan tiền tỷ một thời. Đấy, cái này có 5 thân nhé. Thân dài nhất của nó chắc được khoảng tầm 80 cm. Cứ từ tầm 30, 40, 50, 60, 80 gì đấy nhé các bạn nhé. Nó có 5 thân như này đấy, 5 thân. Mã số 1 của em có giá là 380.000 nhé. 380.000 lan tiền tỷ một thời. Bây giờ rất là rẻ nha các bạn nhé. 380.000 cho mã số 1 đấy. Đây 5 thân nhé các bạn nhé. Dài rất là đẹp nhé. Đấy, trên này nó còn một cái kỳ nữa này các bạn này. Các bác phải các bác cắt ra các bác cho vào chậu. Cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này, vẫn là 5 cánh trắng HO này. Cái này thì có một thân hoa này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đấy, cả thân nhỏ này nữa là 12 này. Mã số 2 của em có giá là 500.000 nha các bác nhé. 500.000 cho mã số 2. Trên này cũng có một cái kỳ nữa này, hai cái kỳ nữa này các bác này. Ngày xưa một cái kỳ như này đã tiền chục triệu rồi chứ chưa nói đến những cái thân mẹ như này. 500.000 nha các bác nhé. 5 cái trắng HO cho mã số 2. Mã số 3 này các bạn này. 4 thân nhé. 4 thân 5 cánh trắng Phú Thọ nhé. 4 thân. Mã số 3 của em có giá là 250.000. 4 thân 5 cánh trắng Phú Thọ. Những cái dòng này các bác mua nhà em thì các bác cứ yên tâm nhé. Yên tâm tuyệt đối về mặt hoa nhé. Không thể nào sai được cho các bác. Em bảo hành tuyệt đối cho các bác. Cho mã số 3. Số 4 này các bác này. Một chậu đen rô hoa đỏ rực rỡ hoa Tết nhé. 2, 4, 6, 8 thân. Mã số 4 của em có giá là 280.000. Hoa đỏ nhé. Hoa nở đúng Tết luôn. Cho mã số 4. 280.000. Cho mã số 4. Mã số 5 này. Vẫn là đen rô đỏ tiếp này. 2, 4, 6, 7 thân. 7 thân này thì nó rất là to này. 2, 4, 6, 7. Mã số 5 của em có giá là 260.000 nhé. 260.000 cho mã số 5. Mã số 6 này. Vẫn là đen rô đỏ tiếp nhé. Cái này có 2, 4, 6 này. 250.000. 250.000. Đấy. Cho mã số 6. Vẫn là đen rô nhé các bạn nhé. Hoa đỏ hoa Tết. Mã số 7 này. Mã số 7. Một giò đùi gà à, một giò kiều tím nguyên tử hàng giống nhá. Hàng giống nha, em nói rõ luôn trên video nhá. Mã số 7 của em có giá là 300.000. 300.000 cho mã số 7. Số 8 này các bác này. Một giò đùi gà tròn trồng tròn 4 xung quanh này. Mã số 8 của em có giá là 350.000 nhé. 350.000 cho mã số 8. Đùi gà tròn nhé các bác nhé. Đấy, 350.000 cho mã số 8. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo nha các bác nhá. Nhà em vẫn bán mật ong rừng nhá. Đấy, mật ong mùa này nó đen đen này nhưng mà chất lượng cao luôn các bác ạ. Vì mật mùa này nó nhiều hoa, nhiều loại hoa cho nên là con ong nó hút rất nhiều loại hoa nha các bác nhá. Rất nhiều loại hoa rừng nó tạo ra một cái sản phẩm mật ong như này. Đảm bảo các bác cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, chuẩn rừng luôn, các bác cứ yên tâm, riêng mua hàng nhà em các bác cứ yên tâm. Đấy. Một chai như này thì em đang bán với giá là 350.000 nhé. 350.000 một chai 1 lít nhé. Đấy, bác nào lấy hai chai là 700 thì em bao cước, còn một chai thì em không bao cước nhé. Đấy.
bảo hành cho các bác chuẩn tuyệt đối luôn. Mà cái mùa này thì chuẩn bị mùa lạnh rồi, các bác cũng nên mua một chai về, ví dụ như trẻ nhỏ nó ho này, hay là người già yếu này, hay là các bác muốn bồi bổ sức khỏe, các bác ăn cái sản phẩm này rất là tốt nhé. Mã số 9 này các bác này, mã số 9 đây là một giò đen rô trắng tinh nhá, hoa trắng tinh nhưng mà họng nó là họng nhung nhá, họng nhung nhá. Mã số 9 của em có giá là 300.000 nhá, 300.000 cho mã số 9. Cái này thì em bảo hành mà hoa trắng họng nhung nha các bác nhá. Cho mã số 9. Mã số 10 này, một giò cáo rất là chất lượng này. Rất là chất lượng như này nhá. Đấy. Cây này bản lá của nó chắc được khoảng tầm 5 sen. Mã số 10 của em có giá là 580.000 nhá, 580.000 cho mã số 10. Đấy, cây này bản lá chắc được 5 sen này các bác này. Đây này. Đây. 580.000 cho mã số 10. Mã số 11 này vẫn là cáo tiếp này. Cái này có 3 cây. 450.000. 450.000. Cho mã số 10. 3 cây cáo nha các bác nhá, 450.000. Cho mã số 10. Mã số 11 này các bác này. Một giò đuôi chồn này, to đẹp như này nhá. Mã số 11 của em có giá là 450.000. 450.000. Cho mã số 11, cái này nó là đuôi chồn nha các bác nhá. 450.000. Cho mã số 11. Mã số 12 này, một chậu sơn thủy tiên như này nhá các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Hoa rực rỡ luôn. Mã số 12 nhá. Mã số 12 sơn thủy tiên của em có giá là 280.000. 280.000. Cho mã số 12. Đây này, một giò sơn thủy tiên rất là đẹp này. Mã số 13 này. Một giò sơn thủy tiên tiếp này. Rễ nó đã quá là thuần rồi các bác nhé. Quá là thuần rồi. Mã số 13 của em cũng có giá là 280.000. Cũng có giá là 280.000. Cho mã số 13. Quá là đẹp luôn các bạn. Mã số 14 này. Một giò kiểu mỡ gà nhá. Kiểu mỡ gà. Mã số 14 của em có giá là 280.000, hoa nó vàng óng luôn nha các bác nhá. 280.000. Cho mã số 14. Mã số 15 này. Trầm rừng nha các bác nhá, trầm rừng Điện Biên nhá, một giò rất là to, rất là nhiều thân này. Mã số 15 của em có giá là 650.000. 650.000. Cho mã số 15. Cái này nó là trầm rừng nhá, một chậu rất là to này, hoa cực kỳ thơm. Mã số 16 này, trầm rừng tiếp này. Đấy. Dày đặc thân luôn nha các bác nhá. Mã số 16 của em cũng có giá là 650.000 nhá. Cũng có giá là 650.000. Cho mã số 16. Trầm rừng. Đấy các bác. Các bác chơi lan lên có 1 triệu trầm. Mã số 17 này, một giò tam bảo sắc như này nhá, 300.000. 300.000. Cho mã số 17. Một giò tam bảo sắc. Toàn cây đẹp thôi, hoa trắng tím rất là thơm. Mã số 18 này các bác này. Một chậu này là vôi hoa trắng tinh nhá, vôi hoa trắng tinh này. Mã số 18 của em có giá là 800.000 nhá. 800.000. Cho mã số 18, vôi hoa trắng tinh luôn.
Mã số 19 này các bác này. Một giò tam bảo sắc xếp rụt rịt này, lá rất là ngắn xếp này. Đấy. Đẹp chưa? Đây này các bác này. Đấy, nó như này nhá. Mã số 19 của em có giá là 280.000 nhá. 280.000. Cho mã số 19 tam bảo sắc ba cây đẹp long lanh luôn. Về các bác kiếm cho em cái chậu ù các bác thả vào cực kỳ đẹp. Cho mã số 19. Mã số 20 này. Mã số 20 đây nhá các bác nhá. Đấy. Tam bảo sắc tiếp này, đẹp chưa? Bản lá dày lá ngắn này. Trồng theo thế kiểu mẹ con nhá, một mẹ 5 con nhá. Đấy. Mã số 20. 21 nhá, mã số 21, cái này mã số 21. Đấy, đẹp long lanh như này nhá. Mã số 21 tam bảo sắc của em có giá là 380.000 nhá, 380.000. Cho mã số 21. Mã số 22 này. Một giò sơn thủy tiên họng đen 400.000. 400.000. Cho mã số 22. Mã số 23. Một giò kiều vàng nha các bác nhé. Kiều vàng. Mã số 23 của em có giá là 250.000. 250.000. Cho mã số 23. Đấy, một giò kiều vàng rất là đẹp nha các bác nhé. Mã số 24 này. Một giò này là giò kiều siêu tím nhá. Kiều siêu tím, hoa tím đậm nhá. Mã số 24 của em có giá là 300.000. 300.000. Cho mã số 24 kiều siêu tím. Mã số 25 này các bác này. Một giò tam bảo sắc, à một giò đùi gà tròn nguyên bản này. 250.000. 250.000. Cho mã số 25. Đấy, 250.000. Cho mã số 25 nguyên bản từ rừng nhé các bác nhá. Đấy. Đùi gà tròn. Mã số 26 này. Mã số 26 đây là một giò kiều tím miền Trung nha các bác nhé. Rất là nhiều thân. Nó khoảng được khoảng nha các bác nhé. Được khoảng 20 thân có lá. Được khoảng 20 thân có lá nhé. Mã số 26 của em có giá là 750.000. Đếm kỹ chắc là phải hơn 20 thân đấy. Nhưng mà em áng áng nó khoảng 20 thân. 750.000. Cho mã số 26 kiều tím miền Trung. Mã số 27 này các bác này. Một giò cáo tiếp này. Lên cho bác giò cáo này. Bản lá ngắn là dày là rất là to này. Mã số 27 nhá. Một giò cáo rất là đẹp như này. Của em có giá là 600.000 nhá. 600.000. Cho mã số 27. Rất là đẹp luôn, một cái giò như này. 600.000. Cho mã số 27. Số 28 này. Một giò nhạn 4N như này nhá các bác nhá. Mã số 28 của em có giá là 600.000 nhá, 600.000. Cho mã số 28 nhạn 4N. Mã số 29 này. Một nguyên một dề vảy rồng nhá các bác nhá. Nguyên một dề luôn. Đấy.
Cái này thì mới ghép rễ nó đã bắt đầu bám rồi. Mã số 29 của em có giá là 300.000 nhá, 300.000. Đấy, mỗi nguyên một dài vải dòng như này nhá, nguyên một dài. Đấy, mới ghép nha các bác nhá. Cho mã số 29. Rễ nó bám rồi về các bác cứ treo lên các bác chăm tưới bình thường thôi. Mã số 30 này, giò sơn thủy tiên tiếp nhá. Sơn thủy tiên tiếp này, rất là đẹp này các bác này. Mã số 30 của em cũng có giá là 280.000. Cũng 280.000. Cho mã số 30. Đấy, một giò sơn thủy tiên như này, 280.000. Cho mã số 30. Mã số 31 này, một giò tam màu sắc to như này nhá. Đấy, như này nhá. Mã số 31 của em có giá là 550.000. 550.000. Cho mã số 31. Mã số 32 này, một giò cửu bảo tiên 300.000. 300.000. Cho mã số 32 cửu bảo tiên nha các bác nhé, 300.000. Cho mã số 32. Mã số 33 này, cửu bảo tiên này, giò này thì cây nó to hơn nha các bác nhé. Mã số 33 của em có giá là 350.000. 350.000. Cho mã số 33. Cửu bảo tiên. Mã số 34 này, một giò trắng tinh, hạc vĩ, hoa trắng tinh này. Mã số 34. Đấy, hạc vĩ hoa trắng tinh nhá. Của em có giá là 350.000. 350.000. Cho mã số 34. Mã số 35 này các bác này, một giò kiểu vuông rừng này, rất là đẹp này. Đấy, trồng trên cái lũa cũng tương đối đẹp, dễ bám chặt rồi nha các bác nhé. Mã số 35 của em có giá là 350.000. 350.000. Cho mã số 35. Giờ kiểu vuông rừng như này nha các bác nhé. 350.000. Cho mã số 35. Đấy. Số 35 cũng là số cuối của em nhé. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác.